để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Chúng ta vừa được trải qua phần thi thứ nhất, đó là phần thi đồng diễn nhảy dân thú. Các bé rất sôi nổi và khỏe mạnh. Ngay bây giờ chúng ta cùng bước tiếp vào phần thi thứ hai, đó là phần thi bé thông minh. Các con đã sẵn sàng tham gia phần thi thứ hai chưa? Sẵn sàng chưa? Hô to nữa nào. Thưa toàn thể hội thi, phần thi bé thông minh, học sinh các đội tham gia, các thí sinh sẽ thực hiện bài tập được lồng ghép kiến thức từ các môn học và chuyên đề. Hình thức tham gia thi theo khối, chấm theo đội, thời gian thực hiện 10 đến 15 phút. Phần thi này cũng thực hiện từ khối nhà trẻ đến 5 tuổi. Xin mời đội 2 tuổi A và đội 2 tuổi B ra sân khấu thực hiện phần thi của mình với bài tập 1, sâu bằng xen kẽ hai màu xanh đỏ. Xin mời hai đội. Cô mời hai đội ngồi vào chỗ nào.